Trong phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu trưởng đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước, sau hơn 35 năm gắn bó với ngành ngân hàng, đã đối mặt với khoảnh khắc tự kiểm điểm sâu sắc về sai lầm của mình. Dù đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong suốt sự nghiệp, nhưng sai lầm đã đẩy bản thân vào vòng lao lý. Bà Nhàn, với lòng ân hận, nhấn mạnh, bài học đã rút ra, luôn thượng tôn pháp luật, dù trong hoàn cảnh nào. Bài học nào được rút ra từ câu chuyện của bị cáo Đỗ Thị Nhàn? Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Bà Đỗ Thị Nhàn và những ngày tột cùng của sự đau khổ. Phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan đã kết thúc phần lời nói sau cùng của các bị cáo. Sau quá trình nghị án kéo dài, hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào sáng ngày 11 tháng 4. Trong khoảng thời gian hội đồng xét xử nghị án, nếu người tham gia tố tụng nào trong vụ án cần bổ sung ý kiến, thì gửi văn bản đến hội đồng xét xử để được xem xét. Chiều 4 tháng 4, nói lời sau cùng, bị cáo Đỗ Thị Nhàn cho biết, hơn 35 năm công tác trong ngành ngân hàng, dù ở vị trí công tác nào cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng chỉ vì một phút sai lầm và hèn nhát, phải chịu những ngày tháng tù tội. Bị cáo vô cùng ân hận và xấu hổ về hành vi của mình. Đây là bài học vô cùng sâu sắc. Sau sự việc này, bị cáo nhận ra một điều, hãy thượng tôn pháp luật dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bị cáo đã thành khẩn khai báo từ trong những ngày đầu, từ giai đoạn điều tra đến khi xét xử vụ án. Rất mong xem xét một hình phạt nhẹ nhất để trở về với gia đình. Những ngày qua là những ngày tột cùng của sự đau khổ. Bị cáo là đứa con bất hiếu, không lo được tang cho mẹ. Bị cáo không xứng đáng với những huy chương, bằng khen mà Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ đã khen tặng. Bị cáo xin lỗi Đảng, Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, xin lỗi gia đình hai bên nội ngoại về hành vi của mình. Xin các cơ quan tham gia tố tụng hãy mở lòng độ lượng từ bi để bị cáo sớm trở về với gia đình, để dưỡng bệnh, để đoàn tụ với gia đình. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn nói, các bị cáo còn lại trong đoàn thanh tra khi nói lời sau cùng đều cho biết từng cống hiến trong ngành ngân hàng chục năm, nhưng đến nay đã mất hết và xin lỗi Ngân hàng Nhà nước vì đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành và cơ quan thanh tra. Giảm 19kg vì dằn vặt, xấu hổ, suy sụp. Tự bào chữa cho mình, cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn nói, cảm thấy vô cùng ân hận, xấu hổ cho bản thân và gia đình về hành vi của mình. Bị cáo dằn vặt, bản thân nỗ lực khắc phục hậu quả của những hành vi sai trái. Mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhân đạo, nhân văn. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Bị cáo mong có cơ hội sớm trở về gia đình, dưỡng bệnh. Bản thân trong thời gian tạm giam cũng rất suy sụp và giảm 19kg, bị cáo Nhàn nói. Luật sư bào chữa cho bị cáo Nhàn thì đề nghị hội đồng xét xử xem lại tội danh nhận hối lộ. Luật sư cho rằng Nguyễn Văn Hưng là người ra quyết định thanh tra ngân hàng SCB và chỉ đạo bị cáo Nhàn. Từ đó, bị cáo Nhàn chỉ đạo các thành viên đoàn thanh tra. Thế nhưng, các bị cáo khác trong đoàn thanh tra bị cáo buộc với vai trò đồng phạm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Mức phạt cao nhất chỉ 15 năm tù. Riêng bị cáo Nhàn lại bị truy tố về tội nhận hối lộ. Mức phạt cao nhất là tử hình. Luật sư cũng cho rằng bị cáo Nhàn không chủ động gặp, thỏa thuận, bàn bạc với Trương Mỹ Lan để thực hiện công việc gì giúp cho bà Lan. Thời điểm nhận tiền từ Võ Tấn Hoàng Văn đã kết thúc quá trình thanh tra, hoàn tất kết luận thanh tra. Ý thức chủ quan khi nhận tiền là thụ động. Cuối cùng, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nhàn, không nhất thiết phải áp dụng mức án chung thân. Trình bày thêm, bị cáo Nhàn cho biết khi thực hiện nhiệm vụ trưởng đoàn thanh tra đã hết sức cố gắng ghi nhận hành vi sai phạm của SCB và đã ra được quyết định thanh tra đều xác định SCB đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Hơn 30 năm làm việc trong ngành ngân hàng, bị cáo đã được ghi nhận qua huy chương, bằng khen. Sự việc xảy ra là đáng tiếc, nông nổi. Mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo và các bị cáo là thành viên đoàn thanh tra được hưởng khoan hồng pháp luật, bị cáo Nhàn trình bày.
Ngoài bị cáo Đỗ Thị Nhàn, bị cáo Nguyễn Văn Hưng cảm ơn đại diện Viện Kiểm sát đã thấu hiểu cho trường hợp của mình, khi trong quá trình xét xử đã xem xét và thay đổi mức án đề nghị nhẹ hơn mức án đề nghị ban đầu. Nguyễn Văn Hưng là một trong số 22 bị cáo được Viện Kiểm sát thay đổi mức án đề nghị, thấp hơn so với mức đề nghị ban đầu. Ông Hưng cũng nhận rõ trách nhiệm của mình với tư cách là người ra quyết định thanh tra và xin giảm nhẹ cho các thành viên trong đoàn thanh tra. Một lần nữa kính xin hội đồng xét xử khoan dung hơn, độ lượng hơn để giảm án cho các thành viên đoàn thanh tra, đặc biệt là đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Bị cáo Hưng nói. Đại diện Viện Kiểm sát, cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn không có ý định trả lại 5,2 triệu đô la. Trong phần đại diện Viện Kiểm sát đối đáp lại quan điểm bào chữa bổ sung của các luật sư diễn ra vào ngày 3 tháng 4, về hành vi bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB, bị cáo buộc đưa 5,2 triệu đô la cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước, cựu trưởng đoàn thanh tra SCB, theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan. Đại diện Viện Kiểm sát đối đáp, bị cáo Trương Mỹ Lan là người nắm toàn quyền tại SCB và sắp xếp nhân sự hoạt động tại SCB. Do đó, việc bị cáo Văn làm theo chỉ đạo của bị cáo Lan để đưa 5,2 triệu đô la cho bị cáo Nhàn là có căn cứ. Về nội dung, bị cáo Nhàn cho rằng bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn đã chủ động đến đưa tiền, chứ bị cáo không chủ động nhận tiền và đã nhiều lần đề nghị bị cáo Văn đến lấy lại tiền. Đại diện Viện Kiểm sát không đồng ý quan điểm này, vì căn cứ lời khai của bị cáo Văn và bị cáo Nhàn tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa, phù hợp lời khai nhân chứng là Nam Tuấn, lái xe của bị cáo Văn, xác định được rằng bị cáo Nhàn nhận tiền của bị cáo Văn 4 lần và những lần nhận tiền đều trong suốt quá trình thanh tra. Lần nhận tiền thứ nhất là sau hai cuộc gặp gỡ bị cáo Lan để bàn bạc tìm cách tháo gỡ khó khăn. Bị cáo Lan đã nhờ bị cáo Nhàn giúp đỡ SCB. Lần thứ hai, tháng 3 năm 2018. Lần thứ ba, tháng 12 năm 2018, khi ban hành kết luận thanh tra. Lần cuối đưa tiền là sau 10 ngày ban hành kết luận thanh tra. Sau mỗi lần mang tiền đến, bị cáo Văn đều trực tiếp nói với bị cáo Nhàn hoặc thông qua điện thoại. Đây là tiền của chị Lan, cảm ơn chị vì đã hỗ trợ SCB. Viện Kiểm sát khẳng định không có việc bị cáo Nhàn có ý định trả lại tiền. Vì nếu như bị cáo có ý định trả lại tiền, thì lần gặp đầu tiên khi bị cáo Văn đưa 200.000 đô la tại nơi làm việc, bị cáo Nhàn phải trả lại ngay. Bị cáo Văn không nhận thì bị cáo có nhiều biện pháp, có thể cầm tiền lên báo cáo lãnh đạo, tố cáo hành vi của bị cáo Văn. Tuy nhiên sau lần thứ nhất thì bị cáo chấp nhận việc Văn đến nhà riêng gửi tiền và lần thứ ba cũng vậy. Nếu không có ý định thì sẽ không cho Văn lên nhà mà còn cho mật khẩu để Văn vào nhà để tiền. Đến lần thứ tư là sau khi ban hành kết quả thanh tra, bị cáo Nhàn đã nhận đủ 5,2 triệu đô la. Sau khi nhận tiền, từ năm 2018 đến năm 2023, bị cáo Nhàn đã xé nhỏ tiền ra, gửi ở nhà người thân, người quen của bị cáo. Cơ quan điều tra đã đến để thu lại số tiền phù hợp theo lời khai của bị cáo. Cạnh đó, việc bị cáo Nhàn cho rằng với vai trò trưởng đoàn thanh tra, bị cáo đã thực hiện đúng công vụ, nhiệm vụ. Viện Kiểm sát nhận định rằng chỉ đúng một phần. Bởi bị cáo báo cáo đầy đủ, thể hiện ở báo cáo của tổ, của toàn đoàn thanh tra, biên bản ký giữa SCB và đoàn thanh tra sau khi trình thanh tra. Qua đó, nêu lên nhiều sai phạm của SCB và kiến nghị phân loại SCB thuộc nhóm 5 nợ xấu và kiến nghị xử lý hình sự một nhóm khách hàng. Sau đó, SCB đã có kiến nghị đề xuất chấp nhận nợ xấu, hạch toán lãi thu để tiếp tục trong tái cơ cấu. Bị cáo Nhàn lại tiếp tục chấp thuận theo đề xuất không đúng của SCB và đề xuất cho SCB nợ nhóm 1 để tiếp tục tái cơ cấu, đồng thời có nhiều báo cáo chỉnh sửa làm mờ đi sai phạm của SCB. Viện Kiểm sát khẳng định bị cáo Nhàn có thái độ quanh co và đề nghị hội đồng xét xử xem xét thái độ thành khẩn của bị cáo. Luật sư biện hộ gì trong phần bào chữa cho bà Đỗ Thị Nhàn? Cáo trạng xác định quá trình thanh tra tại ngân hàng SCB để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm của SCB, để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu. Bị cáo Trương Mỹ Lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc trao đổi với Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc ngân hàng SCB trực tiếp đưa cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu đô la và đưa tiền quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra.
Trên cơ sở đó, Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB, cố tình che giấu, làm nhẹ sai phạm của SCB và kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Nhàn nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành thanh tra, gây phẫn nộ trong nhân dân, nên đã đề nghị mức án chung thân về tội nhận hối lộ. Quá trình điều tra, bị cáo Nhàn đã nộp lại 4,8 triệu đô la và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng, có tổng số tiền 10 tỷ đồng. Luật sư bào chữa cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn cho biết, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn Hưng là người ra quyết định thanh tra ngân hàng SCB. Bị cáo Nhàn được giao là trưởng đoàn thanh tra và chỉ đạo các thành viên khác trong đoàn chia thành nhiều tổ thanh tra ngân hàng. Sau khi có kết quả thanh tra từ các tổ, bị cáo Nhàn sẽ tổng hợp và báo cáo lên Nguyễn Văn Hưng để ban hành kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, trong quy trình khép kín đó, các bị cáo khác trong đoàn thanh tra bị cáo buộc với vai trò đồng phạm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Mức phạt cao nhất chỉ 15 năm tù. Riêng bị cáo Nhàn lại bị truy tố về tội nhận hối lộ. Mức phạt cao nhất là tử hình. Do đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại về tội danh đối với bị cáo Nhàn. Luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử đánh giá toàn diện, khách quan, tài liệu chứng cứ có trong vụ án và lời khai của các bị cáo khác tại tòa về hành vi nhận hối lộ của bị cáo Nhàn. Vì luật sư cho rằng thân chủ của mình không chủ động gặp, thỏa thuận, bàn bạc đối với Trương Mỹ Lan để thực hiện công việc gì giúp cho Trương Mỹ Lan. Thời điểm nhận tiền từ Võ Tấn Hoàng Văn đã kết thúc quá trình thanh tra, hoàn tất kết luận thanh tra, ý thức chủ quan khi nhận tiền là thụ động. Bị cáo Nhàn có 4 tình tiết giảm nhẹ như ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, phối hợp tích cực hợp tác trong quá trình điều tra, tự nguyện khắc phục hậu quả và có thành tích xuất sắc trong công tác. Nên luật sư đề nghị hội đồng xét xử đánh giá triệt để các tình tiết khách quan của vụ án, các tình tiết giảm nhẹ để có hình phạt nhân đạo, nhân văn đối với bị cáo Nhàn. Trong phần luận tội trước đó, đại diện Viện Kiểm sát xác định quá trình thanh tra tại ngân hàng SCB để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm của SCB, để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu. Bị cáo Trương Mỹ Lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc trao đổi với Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra. Cạnh đó, chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc ngân hàng SCB, trực tiếp đưa cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu đô la và đưa tiền quà bồi dưỡng cho các thành viên trong đoàn thanh tra. Trên cơ sở đó, Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB, cố tình che giấu, làm nhẹ sai phạm của SCB và kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu, dẫn tới việc ngân hàng nhà nước không ngăn chặn kịp thời sai phạm của SCB. Theo đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Nhàn nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành thanh tra, gây phẫn nộ trong nhân dân. Bị cáo Nhàn đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ. Quá trình công tác chưa có sai phạm. Đây là những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Song, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo Đỗ Thị Nhàn tinh vi. Đây được xem là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Viện Kiểm sát xét thấy cần có mức hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội mới đủ răn đe, từ đó đề nghị mức án chung thân. Hai lần Trương Mỹ Lan tiếp cận Đỗ Thị Nhàn. Theo cáo trạng, tháng 7 năm 2017, Võ Tấn Hoàng Văn và Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, biết Đỗ Thị Nhàn làm trưởng đoàn, sẽ thanh tra SCB nên báo cho Trương Mỹ Lan. Khi thanh tra, Văn cùng Thành tìm cách móc nối để Trương Mỹ Lan gặp Đỗ Thị Nhàn tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước và lần hai tại khách sạn DU Hà Nội. Trong cuộc gặp, Trương Mỹ Lan nhờ Đỗ Thị Nhàn kết luận sớm và ém các sai phạm để ngân hàng hoạt động ổn định. Quá trình điều tra, Văn khai báo là Đỗ Thị Nhàn trao đổi về các vi phạm trong hồ sơ cấp tín dụng cho các dự án tại SCB, phương án tái cơ cấu và cho vay nhóm khách hàng tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai. Cuối tháng 10 năm 2017, Đỗ Thị Nhàn gặp Trương Mỹ Lan tại tòa nhà Sherwood, 127 Pasteur. Đỗ Thị Nhàn thông báo cho Trương Mỹ Lan về việc đoàn thanh tra phát hiện ra thực trạng tài chính của SCB, những sai phạm nghiêm trọng liên quan hồ sơ tín dụng. Qua cuộc gặp trên, Văn nghe Trương Mỹ Lan nói về hướng giải quyết các sai phạm để tránh bị đoàn thanh tra xử lý. Sau đó, Trương Mỹ Lan giao cho Văn nhiệm vụ dẫn đoàn SCB ra Hà Nội gặp đoàn thanh tra để tháo gỡ các sai phạm tại ngân hàng này. Sau cuộc gặp, Đỗ Thị Nhàn nói với Văn đồng ý giúp Trương Mỹ Lan và SCB.
Thực hiện theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Văn cùng lái xe nhiều lần lái ô tô chở tiền đến hối lộ Đỗ Thị Nhàn. Tổng số tiền đưa là 5,2 triệu đô la ngay tại phòng làm việc trong trụ sở Ngân hàng Nhà nước và nhà riêng Đỗ Thị Nhàn. Sau mỗi lần đưa tiền cho Nhàn, Văn đều thông báo cho bà Lan biết. Theo cáo buộc của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước, sau khi nhận tiền hối lộ đã bao che, bưng bít cho sai phạm của Ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan. Bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới bỏ ra ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần 38.000 tỷ đồng, trích lập dự phòng rủi ro hơn 18.700 tỷ đồng, nhằm mục đích có lợi cho Ngân hàng SCB để hợp thức đưa vào báo cáo đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra và báo cáo chính phủ. Bà Nhàn còn bị cáo buộc báo cáo không trung thực, không đầy đủ, sai lệch kết quả thanh tra theo hướng giảm nhẹ sai phạm, tạo điều kiện giúp Ngân hàng SCB tiếp tục tái cơ cấu. Hành vi này khiến Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB, không có thời gian và biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm, dẫn đến việc xảy ra hậu quả đặc biệt lớn từ những sai phạm tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong phần xét hỏi trước đó tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn trình bày việc gặp bị cáo Lan là theo đề nghị của Võ Tấn Hoàng Văn. Khi gặp, không bàn bạc gì mà chỉ yêu cầu bị cáo Lan bán bớt tài sản trả nợ cho ngân hàng. Bị cáo chỉ biết bị cáo Lan là khách hàng lớn, chủ đầu tư SCB, sau này mới biết vai trò của bị cáo Lan là rất lớn tại SCB. Cạnh đó, bị cáo Đỗ Thị Nhàn xin phép được trình bày thêm với hội đồng xét xử. Bị cáo Nhàn thừa nhận hành vi và số tiền như cáo trạng truy tố. Bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét, trong hoàn cảnh là trưởng đoàn thanh tra, bị cáo vẫn là người cấp dưới thực hiện chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra, phụ trách cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, bị cáo Hưng thừa nhận việc bị cáo Nhàn nhận tiền của bị cáo Văn là hoàn toàn thụ động, không có bàn bạc với ai tại SCB. Sau khi nhận tiền, một là an toàn của bản thân, gia đình và hai là tạm thời vi phạm pháp luật. Bị cáo đã chấp nhận giữ an toàn của bản thân, gia đình nên nhận tiền để một góc nhà. Khi làm việc với điều tra viên, bị cáo đã viết đơn khai nhận toàn bộ và nộp lại số tiền. Trương Mỹ Lan chối việc chỉ đạo đưa hối lộ 5,2 triệu đô la cho Đỗ Thị Nhàn. Theo cáo buộc, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của SCB, 91,5% cổ phần. Đồng thời, từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, bà Lan chỉ đạo các đồng phạm lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của SCB hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại 129.372 tỷ đồng, để che giấu bưng bít cho các sai phạm và để ngân hàng SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, được tái cơ cấu. Bà Lan đã chỉ đạo cấp dưới là Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, dùng hàng triệu đô la để mua chuộc bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước. Theo lời khai của Võ Tấn Hoàng Văn, quá trình thanh tra, nội dung sai phạm lớn nhất tại SCB là cho vay tín dụng đối với các công ty liên quan đến bà Lan. Hồ sơ vay có rất nhiều vi phạm, số tiền cho vay lớn, nguy cơ không thu hồi. Bà Đỗ Thị Nhàn là người trao đổi với Văn về vi phạm trong hồ sơ tín dụng của SCB tại các dự án và cần đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt, đặt vấn đề muốn gặp bà Trương Mỹ Lan để làm rõ. Sau đó, bà Lan và bà Nhàn đã có cuộc gặp vào cuối tháng 10 năm 2017 ở tòa nhà Seawood Residence trên đường Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nhàn đã yêu cầu bà Lan bán bớt tài sản để trả nợ cho SCB, tất toán và dọn sạch dư nợ nhóm 71 khách hàng ở số 4 Nguyễn Thị Minh Khai. Nếu thực hiện theo, đoàn thanh tra sẽ không xem xét vi phạm các khoản vay, chỉ xử lý hành chính. Bà Lan đã chỉ đạo Văn chịu trách nhiệm tất toán các khoản vay này thông qua việc dùng các công ty khác trong nhóm Vạn Thịnh Phát cho vay mới để tất toán nợ vay. Vừa tất toán vừa báo cáo số dư nợ bằng văn bản để đoàn thanh tra không kiểm tra xác minh dòng tiền. Bà Lan còn giao trách nhiệm cho Văn dẫn đoàn SCB ra Hà Nội để giải trình các nội dung thanh tra với bà Nhàn và đoàn thanh tra. Ông Văn thừa nhận đã thực hiện theo chỉ đạo của bà Lan, nhiều lần đưa tiền cho bà Nhàn với tổng số tiền 5,2 triệu đô la tại nhiều địa điểm như phòng làm việc, nhà riêng. Toàn bộ số tiền đô la đều được ngụy trang trong thùng xốp hoa quả.
Sau mỗi lần đưa tiền, Vàng đều thông báo cho bà Lan biết. Sau khi nhận tiền, bà Nhàn đã cố tình che giấu, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ sai phạm của SCB. Từ đó tạo điều kiện giúp ngân hàng SCB theo hướng giảm nhẹ, có lợi và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được thực hiện tái cơ cấu. Quá trình điều tra, bà Nhàn đã thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo và nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ. Quá trình điều tra, bà Trương Mỹ Lan thừa nhận có việc gặp riêng bà Đỗ Thị Nhàn hai lần tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước và khách sạn Daewoo, Hà Nội. Bà Lan nhờ bà Nhàn cố gắng sớm kết luận thanh tra để các đối tác nước ngoài vào đầu tư và bà Nhàn đã đồng ý. Đối với việc chi tiền cho bà Nhàn do Văn thực hiện, bà Lan không thừa nhận việc chỉ đạo Văn đưa tiền cho bà Nhàn. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của những bị cáo khác, người liên quan, tài liệu trong vụ án, có đủ căn cứ xác định bà Lan chỉ đạo ông Văn đưa 5,2 triệu đô la cho bà Nhàn. Đối với ông Võ Tấn Hoàng Văn là người trực tiếp đưa tiền cho bà Nhàn theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi của Nhàn từ trước khi khởi tố vụ án, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra làm rõ vụ án. Do đó, căn cứ điểm C khoản 2 điều 29 và khoản 7 điều 346 Bộ luật hình sự năm 2015 không xem xét trách nhiệm hình sự Văn về tội đưa hối lộ. Vì sao cựu tổng giám đốc SCB và lái xe đưa 5,2 triệu đô la không bị xử lý tội đưa hối lộ? Trong số các bị cáo là cựu lãnh đạo cấp cao của ngân hàng SCB thì Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB bị truy tố về các tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Đáng chú ý, bị cáo này là người trực tiếp nhận chỉ đạo của Trương Mỹ Lan mang 5,2 triệu đô la chuyển cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước, trưởng đoàn thanh tra, để đưa hối lộ, chuyển 5,2 triệu đô la thành nhiều đợt. Nhưng cơ quan tố tụng xác định không xem xét để xử lý về hành vi đưa hối lộ. Theo cơ quan công tố, Võ Tấn Hoàng Văn là người trực tiếp đưa tiền cho bà Nhàn theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bà Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi của Nhàn từ trước khi khởi tố vụ án, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra làm rõ vụ án. Do đó, căn cứ điểm C khoản 2, điều 29 và khoản 7, điều 346 Bộ luật hình sự năm 2015 không xem xét trách nhiệm hình sự của Văn về tội đưa hối lộ. Nguyễn Nam Tuấn, lái xe cho Võ Tấn Hoàng Văn, là người trực tiếp nhận các thùng xốp từ ngân hàng SCB và đi cùng Văn đến nhà riêng đưa cho Đỗ Thị Nhàn, nhưng không biết các thùng này đựng tiền và không biết nội dung thỏa thuận làm việc giữa Văn và Nhàn, nên không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự của Nguyễn Nam Tuấn. Quá trình điều tra, Võ Tấn Hoàng Văn thừa nhận đã 4 lần đưa tiền cho bà Đỗ Thị Nhàn theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Trong đó, lần đầu Văn trực tiếp đưa cho Nhàn 200.000 đô la tại phòng làm việc của Nhàn ở trụ sở cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng Hà Nội. Những lần còn lại, Văn cùng tài xế đưa tiền cho Nhàn ở nhà riêng. Trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn và phó chánh thanh tra đổ lỗi cho nhau. Trong phần xét hỏi của luật sư bào chữa cho các bị cáo, khi được các luật sư của bị cáo Đỗ Thị Nhàn xét hỏi, bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước cho biết, với vai trò là phó chánh thanh tra, bị cáo không chủ động và không chỉ đạo bị cáo Nhàn sửa số liệu về thực trạng của ngân hàng SCB. Bị cáo không trực tiếp là người đi thanh tra mà chỉ là người ký quyết định thanh tra, ông Hưng nói. Bị cáo Hưng cũng giải thích thêm, theo quy định của pháp luật thì tôi ra quyết định thanh tra, còn đoàn thanh tra phải có trách nhiệm thực hiện thanh tra theo kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Luật sư của bà Nhàn hỏi, ông xác nhận lại một lần nữa là ông có chỉ đạo bà Nhàn chỉnh sửa số liệu về thực trạng yếu kém, những sai phạm của ngân hàng SCB hay không? Cạnh đó, sau khi thanh tra hai lần, ông có nhận được hai báo cáo liên quan đến kết quả thanh tra của hai đợt đó không? Không, tôi không chủ động, không chỉ đạo làm sai lệch, sửa đổi kết quả thanh tra tại SCB. Đối với hai báo cáo của đoàn thanh tra, tôi đã được nhận các báo cáo này. Còn việc báo cáo của đoàn thanh tra, trưởng đoàn Đỗ Thị Nhàn ký báo cáo, có trung thực hay không thì trong cáo trạng và kết luận điều tra đã nêu rõ nên không trả lời lại.
Trước phần trình bày trên của Nguyễn Văn Hưng, bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã có quan điểm trái ngược. Bà Nhàn cho rằng bản thân nhận được chỉ đạo từ ông Hưng để chỉnh sửa số liệu tại ngân hàng SCB. Cụ thể, bị cáo Đỗ Thị Nhàn dẫn chứng, các báo cáo thanh tra được hoàn thành vào ngày 11 tháng 1 năm 2018 đã được trình lên anh Hưng kèm theo hai tờ trình. Ở tờ trình này, các thành viên trong đoàn thanh tra đã đề nghị anh Hưng thành lập một bộ phận độc lập với đoàn để kiểm tra lại và tham mưu trước khi ban hành dự thảo kết luận thanh tra. Nhưng anh Hưng không thực hiện việc này và anh Hưng chỉ đạo sửa các hệ số an toàn của SCB. Sau đó, tôi đã chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thiện Phụng và tổ tổng hợp gồm Vũ Khánh Linh, Nguyễn Tuấn Anh sửa trong báo cáo kết luận thanh tra. Đồng thời, trong cáo trạng và kết luận điều tra cũng đã nêu rõ vấn đề này. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn cũng trình bày thêm, tại thời điểm ban hành kết luận thanh tra số 3959, ngày 4 tháng 12 năm 2018, nếu ngân hàng SCB thực hiện nghiêm những kiến nghị tại kết luận thanh tra đó, thì đã không có chuyện như ngày hôm nay. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.